Xin chào, đây, Hi, this is Charles đây là Charles Hoskinson, Hoskinson đang, broadcasting đang phát sóng trực tiếp từ Colorado đầy warm, nắng và Colorado. ấm áp. Luôn ấm áp, luôn có nắng. Hôm nay là ngày 1 tháng 7 năm 2024. Thật khó tin đã là tháng 7 rồi. Một năm dài mà trôi qua cũng nhanh. Nhưng có quá nhiều chuyện đã xảy ra trong đó. Và tất cả chúng ta đều bắt đầu già đi và béo lên một chút. Bạn biết không tóc rụng tóc bạc lại mọc lên. Tại sao bởi vì chúng ta đang làm việc chăm chỉ và chúng ta đang hoàn thành nó? Lý do tôi làm video này là vì có một nghịch lý về việc hoàn thành điều này có xu hướng dẫn đến những lời chỉ trích rất kỳ quái và nghịch lý bạn càng gần hoàn thành một việc gì đó thì sẽ có một số nhóm người dường như nghĩ rằng bạn không làm việc đó và sau đó họ cực kỳ lên tiếng về việc đó các dano có lẽ là dự án đầy tham vọng nhất trong tất cả các dự án crypto vì nó tìm cách thực hiện nhiều việc cùng một lúc điều này thực sự rất khó thực hiện với tư cách là một dự án khởi nghiệp nói riêng chúng ta cho biết chúng ta sẽ làm những việc mà bạn mong đợi nakha sẽ làm và chúng ta sẽ thực hiện các phương pháp chính quy và nghiên cứu được đánh giá khoa học và tập hợp các nhà khoa học lại với nhau và gần giống như một cơ quan quản trị nhưng sau đó chúng ta sẽ thực hiện điều đó trong một môi trường siêu cạnh tranh có xu hướng diễn ra trong vài tuần hoặc vài tháng và thực hiện theo cách rất phi tập trung và tập hợp cả cộng đồng lại với nhau và thực hiện một lộ trình rất tích cực có các mũi tên về nó một số là tuần tự, một số là song song, và sau đó chúng ta sẽ thực hiện điều đó trên ba trục khác nhau. Đó là khả năng mở rộng, khả năng tương tác và quản trị. Chúng ta bắt đầu vào năm 2015, bây giờ là năm 2024, tức là gần 10 năm và khi bạn tính toán mọi thứ. Thực tế là các đa thực sự đã gần như đạt được tất cả những điều mà nó mong muốn. Bây giờ, những người chỉ trích dự án sẽ nói rằng đây là một lời nói dối. Nó là chuyện nhảm nhí về công nghệ. Nó không thể kiểm chứng được, nhưng khi bạn thực sự tính toán chắc chắn về những gì đã đạt được, những gì chúng ta đã xây dựng như một hệ sinh thái và vị trí hiện tại của chúng ta, thì thực sự chúng ta đang dẫn đầu toàn bộ ngành. Ví dụ, Vitalik đang viết về sự thi và máy đánh bạc, và các sơ đồ của anh ấy bắt đầu trông rất giống một số thứ mà chúng ta đã viết và nói đến trong nhiều năm và khi bạn nhìn vào số lượng cây sơn và bạn nhìn vào mã trong kho lưu trữ và thực tế là chúng ta thực sự đang kích hoạt quản trị phi tập trung lớn nhất trong toàn ngành Thực sự, khi chúng ta nhìn vào các kỷ nguyên từ Bison đến Voltaire, chúng ta tính đến điều đó. Điều đó khá đáng chú ý. Bison chủ yếu tung ra một mạng lưới crypto được xây dựng trên nền tảng đánh giá khoa học và các phương pháp chính quy. Được viết bằng một ngôn ngữ rất khó hiểu tên là Hacker. Chúng ta đã đạt được điều đó. Đó là điều không thể chối cãi. Silei chủ tâm biến điều đó từ tĩnh và liên kết thành năng động và phi tập trung để tạo ra thanh khoản đó, và chúng ta đã đạt được điều đó. Có hàng nghìn SPO đã đăng ký và tạo khối ngay hôm nay, và Orobozot đã tồn tại và hoạt động được hơn 6 năm. Mạng đã hoạt động và những điều kỳ diệu đã xảy ra, và nhiều người đang lắng nghe đều có mặt trong nhóm đó. Guen sắp giới thiệu một mô hình phát triển hoàn toàn mới. UTXO mở rộng với các hợp đồng thông minh được viết theo phong cách chức năng, rất giống với những gì Bitcoin muốn đạt được nhưng chưa thể đạt được. Chúng ta đã đạt được điều đó. Trên thực tế, chúng ta sắp sửa bước vào phiên bản thứ ba của ngôn ngữ đó. Ngôn ngữ này đã được bổ sung thêm rất nhiều cơ sở hạ tầng tuyệt vời cho phép cuộn và khả năng tương tác với các hệ sinh thái khác. Đồng thời hiện có rất nhiều ngôn ngữ từ TypeScript đến Ast biên dịch xuống UTX. Đó là một mô hình hoàn toàn mới và tôi nghĩ đó là mô hình phù hợp với tương lai và rất nhiều đối thủ cạnh tranh của chúng ta trong hệ sinh thái đang tích cực tìm cách sao chép mô hình đó theo một cách nào đó và họ viết về nó bạn thậm chí có thể xem các bài đăng trên blog của vitalik trên utxo khi bạn nhìn vào basso basso luôn là một cách tiếp cận đa giai đoạn được thực hiện song song với voltaire bởi vì nó đòi hỏi sự đánh đổi mà một công ty đơn lẻ hoặc thậm chí là một liên minh không thể thực hiện được mà cần có cơ chế đồng thuận của quản trị. Và một phần của Basso đang tạo ra một lộ trình về các lựa chọn thay thế. Các con đường và sự đánh đổi cũng như một quản trị on-chain để lựa chọn những thứ như vậy. Khi bạn nhìn vào Huffock Trang và mọi thứ chúng ta đang làm trong 180 ngày tới, chúng ta sẽ xây dựng quản trị on-chain lớn nhất trong lịch sử ngành. Đó là một sự thật không thể phủ nhận nếu bạn nhìn vào ủy ban hiến pháp DZ, hiến pháp on trên, đây không phải là giả thuyết, chúng sắp được bật. Trên thực tế, nốt 9.0 có thể sẽ ra mắt trong tuần này hoặc tuần tới. Nhiều khả năng là không. Và sau 70% nâng cấp SP sẽ có một đợt hát phóc và điều đó có nghĩa là điều gì đó mà chúng ta đã cùng nhau thảo luận với tư cách là một cộng đồng trong hai năm đã thành hiện thực. Sau đó, quản trị on trên đó sẽ xem xét những input endorser của Hydra như Lào đã nhận ra, xem xét tất cả công nghệ Zero Knowledge, danh mục chuỗi đối tác và những thứ khác. Và họ sẽ nhận được đề xuất từ các tổ chức được thành lập để phục vụ họ về nơi sẽ đi và phải làm gì. Và có một nhóm phát triển sẵn sàng hoàn thành công việc đó, chấp nhận đánh đổi và không để lại cơ sở hạ tầng nào. Và nói cách khác, nhiệm vụ đã hoàn thành đối với ba số. Von, việc quản trị đã hoàn thành. Ba chúng ta có thể mở rộng quy mô tốt nhất. Về mặt lý thuyết, ở dạng nguyên mẫu và một số trong số đó đã được hiện thực hóa thông qua hai đời ra nó ở đó một số người có thể chọn không tin hoặc cho rằng đó là lời nói dối nhưng bạn biết gì không bạn đã viết nghiên cứu chưa bạn đã viết má chưa bạn đã chuẩn bị sẵn sàng cho các kỹ sư đi chưa họ đang ở đó bạn đang nói rằng các kỹ sư không tồn tại phải không người ta nói rằng các nghiên cứu không tồn tại bạn đang nói rằng nó không thể đạt được và không thể đạt được và trên cơ sở nào bạn phải nói rằng mọi người khác sẽ tốt hơn khi họ siêu tập trung và họ phải thiết lập lại mạng của mình mọi lúc và 70% trong số đó giao dịch thất bại chúng ta sắp giải quyết được không chỉ bộ ba bất khả thi quản trị mà còn cả bộ ba bất khả thi về khả năng mở rộng mà mọi người vẫn nói đến họ nói dối rất to và thích chỉ ra những sai lầm hoặc những điều mà chúng ta không thể vượt qua hoặc tái cấu trúc lại mọi thứ ví dụ bộ chuyển đổi ERC20 vào thời điểm nó được triển khai rất nhiều người quan tâm đến việc di cư Điều cuối cùng đã xảy ra là bạn đã thấy những thứ như Micromedan đã bổ sung hỗ trợ EVM và điều đó đã trở thành một chuỗi mà mọi người có thể nhắm mục tiêu di chuyển đến một số dự án, chẳng hạn như Singularitynet hiện đang ở mức một tỷ AUM một tỷ vốn hóa thị trường trên các Dano đã di chuyển do hậu quả trực tiếp của chương trình đó. Có phải Singularitynet không tồn tại đã không xảy ra à? Có phải tất cả các cuộc gặp với Ben Gertz rồi đều không diễn ra không? Chúng ta đã không nhận được làn sóng như chúng ta mong đợi. Xin nhắc lại các sự kiện, Luna sụp đổ, FTX sụp đổ, giá trị Ancoin trong ngành giảm 90% và có một làn sóng kiện tụng lớn. Có lẽ bạn đã quên đi các sự kiện đó. Được rồi, đó là ý nghĩa của những thay đổi vĩ mô và không ai bỏ cuộc. Trên thực tế, nó đã dẫn đến một cuộc thảo luận nhiều biểu đạt hơn về khả năng tương tác. Nhận ra rằng có lẽ không khôn ngoan hoặc không thể kết hợp cả tài khoản và mô hình UTXO mở rộng trên một sổ cái duy nhất nhưng chúng ta có các bài nghiên cứu chứng minh rằng những suy nghĩ đó đã ở đó. Giống như Chick Ledger's là một ví dụ tuyệt vời về điều đó, đã có rất nhiều cuộc thảo luận về cách đưa thứ gì đó giống EVM, trong trường hợp này là IELA vào sổ cái cơ sở, và sau khi suy ngẫm, sẽ hợp lý hơn khi quay lại mô hình ban đầu được đề xuất trong một bài viết tôi viết năm 2016 có tên Tại sao các Dano, các Dano SL và Centilit một lần nữa. Đó là một sự thật không thể phủ nhận. Bài nghiên cứu ở đó bạn có thể nhìn thấy nó. Bạn có thể thấy dấu thời gian trên đó. Sử dụng máy Wayback, chúng ta đã thảo luận về những điều này gần 8 năm trong ngành của mình trước khi Parachain tồn tại. Trước khi cốt mốt tồn tại, nhiều dự án khác đang trôi nổi một cách thuận tiện bị bỏ qua bởi những người tiếp tục tấn công dự án hoặc cho rằng chúng tôi nói dối. Khi bạn nhìn vào IELA, đã có hàng triệu triệu đô la được chi ra và rất nhiều nghiên cứu khoa học tốt đang cố gắng đạt được lời hứa về hiệu quả của IELA. Tôi là một trong những người tin tưởng và trung thành nhất với nó, và tôi thực sự muốn sống trong một thế giới biên soạn dựa trên ngữ nghĩa. Nếu bạn nhìn vào rích về khả năng tiếp cận và phương pháp sư phạm xuất sắc của Gregor do UCV, những bài viết anh ấy viết, những việc anh ấy đã làm, những học sinh anh ấy có và ước mơ về RV chúng ta đã thực sự cùng nhau cố gắng rất nhiều. Thực tế là luôn có sự đồng đều về khả năng, hiệu suất cũng như những gì tồn tại trong mã. Sau nhiều năm cố gắng, thật hợp lý khi chuyển hướng một chút và tập trung vào những thứ hữu hình hơn. Chẳng hạn như xây dựng UPC và trình biên dịch cho UPC đồng thời đưa các ngôn ngữ chính thống vào. Đó là những gì cộng đồng đã làm với ICANN và TypeScript. Chúng ta có đạt được khả năng tương tác phổ quát không? không, giấc mơ có bị thất lạc không? không, hiện tại vẫn có những người đang làm việc toàn thời gian tại Đại học Illinois ở Urbana-Champaign trên cao và lời hứa của nó cũng như thảo luận về cách đạt được điều đó và hoàn thành nó. Nhưng thực tế là bạn không thể làm được mọi thứ khi bạn nhìn vào một hệ sinh thái rộng lớn. Bạn phải chọn ra người thắng và kẻ thua, một số thứ tốt nhất nên để lại cho cộng đồng một số thứ tốt nhất nên để lại cho các tổ chức học thuật, và một số thứ tốt nhất nên để lại cho các nỗ lực kỹ thuật. Trong trường hợp của IELA, đó là ví dụ về điều gì đó mà mọi người đã rất cố gắng và cố gắng đưa nó vào danh sách vì chúng ta nghĩ rằng điều đó sẽ mang lại cho chúng ta lợi thế cạnh tranh độc nhất. Ví dụ, điều tương tự hiếm khi được nhớ đến khi chúng ta nói về mảng theo mục đích hoặc những gì Cloud đã hắc cử mang đến với ô và chúng ta đã nghĩ đến cái tên này tôi không biết, nhưng tôi sẽ nói ngay sau đó là một giải pháp thay thế cho TCPIP, RINA, kiến trúc mạng để quy, có điều gì đó lâu rồi các bạn chưa được nghe. Mặc dù chúng ta chưa đạt được những gì mình mong muốn với RINA, nhưng nền tảng mạng các Dano lấy cảm hứng từ RINA là nền tảng tốt nhất trong phân khúc. Bạn có thể thấy rõ điều đó. Ví dụ, trong việc giảm nhẹ cuộc tấn công DOS gần đây của chúng ta, cùng với những điều khác, có rất nhiều sức mạnh trong cách chúng ta làm mọi việc với các Dano. Thông thường, bạn bắt đầu với một ý tưởng hay. Bạn lặp đi lặp lại và cuối cùng đạt được điều gì đó thực sự thú vị. Chúng ta đã xong chưa chưa, nó có hoàn hảo không? Không, bạn phải lặp đi lặp lại và tinh chỉnh. Việc chúng ta với tư cách là một hệ sinh thái có thể làm được điều đó là bằng chứng cho công việc đã được thực hiện. Tuy nhiên, đôi khi, nếu nó không hoàn hảo, nó sẽ bị diễn giải lại và bị tấn công. Và chúng ta được cho biết rằng chúng ta chẳng đạt được gì cả. Thực tế là không có dự án nào trong ngành của chúng ta thực hiện nhiều khoa học hơn. Viết nhiều má hơn và cuối cùng có tác động lớn hơn đến suy nghĩ chung về cách xây dựng crypto. Chúng ta không hề hoàn hảo và có rất nhiều điều chúng ta sẽ làm lại rất khác với tư cách là một hệ sinh thái và một dự án. Nhưng bạn biết gì không? những thất bại này chúng ta cùng nhau thất bại và chúng ta cùng nhau thành công được chứng minh bằng sức mạnh của quản trị on chain khi chúng ta bật những thứ tương tự lên đặc biệt là đối với những người sẽ là thành viên của quản trị on chain điều quan trọng là phải hiểu rằng khi chúng ta hoàn thành lộ trình ban đầu và đạt được sứ mệnh đã hoàn thành trong thập kỷ đó, về cơ bản chúng ta phải tự hỏi mình chúng ta theo đuổi điều gì. Khi nói về khả năng tương tác, thì có một số người nói rằng chúng ta chưa đạt được điều gì. Tôi hỏi bạn mục đích của Midnight là gì? Nhân tiện, sinh ra y Slayer và toàn bộ ý tưởng tích hợp nhất là gì? Mục đích của chuỗi đối tác là gì? Những điều này đang tạo ra động lực để quan sát trực tiếp hàng chục nếu không phải hàng trăm chuỗi và cầu nối thực sự hoạt động và không cần tin cậy trong toàn bộ ngành của chúng ta chúng ta đang tạo ra các động lực để các chuỗi giao tiếp và tương tác thay vì duy trì mô hình kinh tế mã hóa có tổng bằng không mà chúng ta hiện đang ứng dụng nói về khả năng mở rộng, sau đó vui lòng giải thích cho tôi tại sao điều đó không đạt được khi kết hợp zone up, Hydra và Ouroboros Layers, nếu chúng ta nói về quản trị vui lòng giải thích cho tôi tại sao điều đó không đạt được với những gì được viết trong SIP 1694, đừng dùng những lời ám chỉ, hãy giải thích cho tôi như thể tôi mới năm tuổi vậy có vẻ như, như các cuộc đua luôn di chuyển và những lời chỉ trích không bao giờ dừng lại bởi vì cuối cùng mọi người đều có những vị trí cố định hoặc các Dano là một trò lừa đảo những người sáng lập các Dano là những kẻ xấu xa hoặc mọi điều chúng ta nói đều không thể thực hiện được có lẽ đang có một sự bất an sâu sắc mà có thể chỉ có thể thôi chúng ta đang thực sự chiến thắng nếu bạn nhìn vào các nguyên tắc cơ bản, thì cuối cùng chúng ta có cộng đồng mạnh nhất, nghiên cứu chuyên sâu nhất và cuối cùng là những kỹ sư và nhà phát triển giỏi nhất. Không có ai mà tôi muốn stake hoặc đồng hành cùng hơn người của chúng ta. Nhiều người trong tổ chức của tôi đã làm việc với tôi trong một thời gian rất dài và nhiều người trong số họ đã thành lập các công ty trong hệ sinh thái Cardano. Trên thực tế. Tôi vừa tham gia cuộc phỏng vấn với Jan Friedman, người thành lập một sàn giao dịch hàng hóa tên là Zengate. Alex Chieno, người từng làm việc với chúng ta, đã tạo ra Scorex và sau đó là Ergo. Nhiều người trong hệ sinh thái Ergo thuộc hệ sinh thái Cardano hoặc có quan hệ tốt với chúng ta. Có hàng tá ví dụ mà mọi người thực sự tin tưởng và tầm nhìn và đó là nơi tạo ra sức mạnh của chúng ta với tư cách là một hệ sinh thái. Thật không may, sự độc hại của mạng xã hội đã đạt đến mức chúng ta đang sống trong những thực tế khác. Điều này được thể hiện rõ nhất qua thực tế là một khi những người chỉ trích các Dano nhận ra rằng họ không thể tấn công chúng ta trong cuộc tấn công DOS vì chúng ta đã thắng cuộc tấn công đó. Giờ đây họ tuyên bố rằng chúng ta đã tự tấn công DOS như một hệ sinh thái. Không thể nào chuyện thứ gì đó chúng ta xây dựng lại hoạt động như dự định và không thể đúng khi một thành viên cộng đồng, không phải người sáng lập đã ngăn chặn được điều đó. Đó chắc chắn là một lời nói dối vì nó hoàn toàn mâu thuẫn với quan điểm của họ về chúng ta là ai và những gì chúng ta đã xây dựng như một hệ sinh thái. Đó là một thực tế khá đáng buồn nhưng cũng là dấu hiệu cho thấy chúng ta phải thay đổi trò chơi. Năm đến 10 năm tới trong lĩnh vực crypto sẽ không được xác định bằng cách di chuyển nước từ bên này sang bên kia của bồn tắm. Nói cách khác là chiếm thị phần từ Solana, Ethereum hoặc Bitcoin, nói một cách đơn giản, hệ sinh thái đó là như vậy. Các hiệu ứng mạng là như vậy và các giáo phái vận chuyển hàng hóa dẫn dắt chúng. Trong năm đến 10 năm tới, chiến thắng sẽ thuộc về ai thu hút hàng tỷ người vào. Tôi muốn stake vào những người quan tâm đến các nguyên tắc chính quy. Sự phi tập trung và cuối cùng là có một cộng đồng tuyệt vời ấm áp thân thiện và nồng nhiệt tôi nghĩ các dano vẫn có cơ hội tốt nhất để thu hút hàng tỷ người chưa có dịch vụ tài chính vào chúng ta không bao giờ bỏ cuộc từ world mobile đến những gì Zenget đang làm cho đến những gì chúng ta đang làm với lưu phi có hàng trăm dự án mạo hiểm trao quyền là một hình thức khác mà mỗi ngày họ thức dậy và quan tâm rất nhiều đến việc cố gắng đưa những người không có gì vào hệ sinh thái này để họ có thứ gì đó và sở hữu thành quả lao động của mình cho dù đó là tiền bạc hay danh tính của họ, tôi không thể thấy lừa đảo khi mong muốn trao lại quyền tự quyết cho mọi người và đấu tranh thực sự chăm để xây dựng công nghệ. Ngay cả khi phải mất nhiều thời gian hơn một chút, rằng do thiết kế không thể tập trung, bằng cách tự kiểm tra thiết kế và bằng cách thiết kế không có người lãnh đạo đằng sau nó, đúng hơn là nó thuộc về mọi người. Vấn đề không phải là giá token, đó là về việc thay đổi thế giới nó không phải về đồng me me hay dự án cụ thể của bạn đó là về tất cả mọi người và tiện ích mà mọi người mang đến đó là về những lễ nghi thông thường khi sống trong một thế giới nơi phiếu bầu của bạn được tính tiếng nói của bạn được tính tiền của bạn có giá trị và cuối cùng bạn sở hữu bản thân danh tính và dữ liệu của mình nếu muốn có cơ hội thay đổi hệ thống kinh tế chính trị và xã hội chúng ta phải vượt qua sự điên cuồng của đám đông mà chúng ta đang tồn tại hiện nay trong nền văn hóa crypto điều mà đôi khi đã trở nên phản tác dụng đối với nền văn hóa crypto Sứ mệnh ban đầu của Crypto, các Dano không nên được coi là một dự án của Sackley Hopkinson. nó chưa bao giờ và sẽ không bao giờ như vậy. Các Dano là một dự án được tạo ra và dành cho hàng triệu người cùng nhau lên tiếng. Bạn biết không cảm ơn, nhưng không, cảm ơn, chúng ta không muốn trở thành một phần của hệ thống truyền thống. Chúng ta muốn xây dựng thứ gì đó khác biệt, mới mẻ và tốt hơn trên nền tảng vững chắc hơn. Đó là lý do tại sao chúng ta đã đi theo con đường khó khăn và trong 10 năm chúng đã phải trả giá cho điều đó thật không không dễ dàng để hoàn thành những gì đã làm được và tôi sẽ đừng bao giờ cho phép mọi người trình bày dối rằng nó chưa hoàn thành. Thực tế là chúng ta đã giải quyết được và trong những tháng tới sẽ giải quyết được bộ ba bất khả thi quản trị và trong những năm tới bộ ba bất khả thi về khả năng mở rộng. Còn được gọi là bộ ba bất khả thi về blockchain. Bạn có thể thấy điều đó trong các tài liệu chúng ta đã viết, mà chúng ta đã tạo và cuối cùng là trong thực tế là các giao thức của chúng ta vận hành và chạy. Xử lý các giao dịch 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần mỗi khi có một lỗ hồng cộng đồng lại cùng nhau tìm cách sửa nó và sẽ lặp lại việc đó tôi không nói rằng đây là một hệ thống hoàn hảo và mọi thứ luôn hoạt động hoàn hảo thành thật mà nói không ai có thể nói như vậy điều tôi đang nói là chúng ta có nền văn hóa phù hợp để giải quyết những vấn đề trước mắt bất kể hoàn cảnh và nghịch cảnh điều này sẽ đảm bảo rằng chúng ta sẽ còn tồn tại trong khoảng một thập kỷ một thế kỷ kể từ bây giờ và mọi người sẽ vẫn nói về các Dano trong thế kỷ 21, 22 và 23. Đó là toàn bộ tập thể của người dùng và xin cảm ơn rất nhiều đến những người trong hệ sinh thái các Dano. Những người đã chịu đựng và những thứ tương tự trong thời gian dài và chịu đựng rất nhiều. Chúng ta đã đạt được tiến bộ lớn và đừng bao giờ cho phép bất cứ ai nói với bạn điều ngược lại. Cảm ơn bạn rất nhiều đến những người chưa tham gia hệ sinh thái các Dano vì một ngày nào đó sẽ trở thành một phần của nó. Bởi vì dù bạn có thích hay không, bằng cách nào đó, bằng cách nào đó, các DaNo sẽ tìm cách phát triển xung quanh bạn hoặc dưới quyền bạn. Và bằng cách nào đó, bằng cách nào đó, bạn có thể sẽ sử dụng cơ sở hạ tầng của chúng tôi vì chúng tôi là người giỏi nhất. Chúng tôi hướng tới vị trí số một đó là mục tiêu của chúng tôi ai và làm gì. Vấn đề không phải chỉ là tốc cần hay giá cả. Nó không là về một hệ sinh thái hay một nền văn hóa, mà đó là việc làm cho thế giới tốt đẹp hơn cho mọi người. Khi đó là nhiệm vụ của bạn, làm sao bạn có thể thất bại khi bạn có rất nhiều người xuất sắc, có động lực và kỷ luật, những người đã phải đối mặt với rất nhiều năm và hứng chịu rất nhiều lời chỉ trích họ sẽ không bỏ cuộc chúng ta sẽ hoàn thành nó bằng cách này hay cách khác tôi nóng lòng muốn xem những thay đổi tôi nóng lòng muốn xem icc sẽ làm gì chỉ trong hai tuần ngắn ngủi họ sẽ có mặt ngay tại văn phòng này những người được bầu và chúng ta sẽ nói đến tương lai tiền lệ ngân sách và con người chỉ trong vài tháng ngắn ngủi nữa, các DZ sẽ xuất hiện và đó sẽ là một nhóm người lớn hơn, đông đảo hơn. Chỉ vài tháng sau, chúng ta sẽ có mặt ở Argentina cùng với một đội quân từ khắp nơi trên thế giới để nói về một hiến pháp sẽ đứng vững trước thử thách của thời gian. Đó mới là sự khởi đầu bởi vì đó là sự quản trị khả thi tối thiểu theo định nghĩa là điều tồi tệ nhất từng có và nó sẽ chỉ trở nên tốt hơn từ đó lúc đầu thì khá ổn chưa kể ngân sách và lộ trình sẽ được thông qua hàng trăm kỹ sư và hàng chục công ty sẽ thức dậy và bắt đầu hoàn thiện nó và hoàn thành nó bạn biết gì cộng đồng hoàn toàn chịu trách nhiệm về mức độ nhanh chóng và mức độ chúng ta muốn theo đuổi nó đây là một cộng đồng năng nổ vì vậy chúng ta sẽ tiến nhanh và hoàn thành nó tôi rất tiếc phải nói với tất cả các dự án khác rằng thật khó để cạnh tranh với một lộ trình được hàng nghìn dự án và mọi người từ khắp nơi trên thế giới tin tưởng với tầm nhìn xa và trí tuệ của toàn ngành đó là một sản phẩm thông minh thực sự và việc chúng ta có thể phát triển nhanh chóng là usp mà những người khác không có đặc biệt là khi họ cố gắng tìm ra cách phi tập trung tôi thích nó và đoán xem nhờ khả năng tương tác chúng ta không còn là đối thủ cạnh tranh nữa chúng ta có thể làm việc cùng nhau và những thứ chúng ta xây dựng mang lại lợi ích to lớn cho bạn cũng như mang lại lợi ích cho chúng ta đó là sức mạnh của chuỗi đối tác và sức mạnh của những thứ chúng ta xây dựng nói chung chúng ta đang lật sang một trang mới trong ngành cho dù mọi người có thích hay không, kỷ nguyên phe phái và phân cực sắp kết thúc và chúng ta bắt đầu nhận ra rằng kẻ thù thực sự chính là những hệ thống cũ mà chúng ta đang tìm cách thay thế. Đây chưa bao giờ thực sự là cuộc chiến giữa Ethereum, Solana, Solana Polkadot và Cardano để xem ai sẽ thắng hoặc token nào sẽ tăng giá. Người ta luôn đặt câu hỏi tại 2020, sao không vào năm 2024, chúng ta lại chấp nhận những hệ thống kinh tế, chính trị và xã hội hiện tại này? Tại sao chúng ta không thể kiểm tra phiếu bầu của mình? Tại sao chúng ta không thể bỏ phiếu trực tuyến? Tại sao tiền của chúng ta lại giảm giá trị nhanh chóng như vậy? Tại sao chúng ta cho phép các nhóm nhỏ kiểm soát luồng thông tin? Một vài tuần trước, nếu bạn nghe các phương tiện truyền thông chính thống, rõ ràng tổng thống Hoa Kỳ là một trong những người hơn 80 tuổi thông minh nhất, ổn định nhất, đáng kinh ngạc nhất từng sống, với trí nhớ hoàn hảo và khả năng chỉ huy sâu sắc mọi việc. Các vấn đề nhiều hơn khả năng làm tổng thống trong thậm chí một thập kỷ. Sau đó, chúng ta xem một cuộc tranh luận và đột nhiên toàn bộ câu chuyện thay đổi. Có thực sự như vậy không? Không, đó là bởi vì một nhóm nhỏ kiểm soát những gì được nói và những gì được nghĩ. Mọi người bắt đầu thức tỉnh và nhận ra rằng không xã hội nào có thể chấp nhận điều đó. Chúng ta muốn câu chuyện của mình quay trở lại năm 2024, chúng ta muốn cuộc sống của mình quay trở lại. Chúng ta muốn kiểm soát được trong số họ. Đây là một cuộc cách mạng và đó là cuộc cách mạng mà bạn không cần phải bắn một viên đạn nào đó là cuộc cách mạng mà mọi người chỉ cần thức dậy và nói bạn biết không cảm ơn nhưng không chúng ta sẽ làm vậy làm mọi thứ hơi khác một chút ở đây và cuối cùng hãy tin tưởng nhưng hãy xác minh nền tảng là trách nhiệm giải trình toàn diện cho mọi người dùng chúng ta luôn có thể kiểm tra xem những gì chúng ta được nghe có trung thực hay không chúng ta muốn đảm bảo rằng bất cứ khi nào chúng ta tham gia vào một hoạt động nào đó mọi người đều được tham gia không phải một nhóm nhỏ những người chúng ta chưa từng gặp cũng như không phải một nhóm nhỏ những người không quan tâm đến lợi ích tốt nhất của chúng ta không có một nơi nào trong xã hội trong thế giới truyền thống mà chúng ta có thể nói là lành mạnh từ đào tạo đến chăm sóc sức khỏe đến liên kết ai với mạng xã hội của chúng ta đến thực thi pháp luật thu thập thông tin tình báo và chính sách đối ngoại chỉ vào một nơi trong xã hội nơi bạn cảm thấy thoải mái một cách chính đáng rằng mọi thứ đều ổn và hoạt động tốt chúng ta có thể không đồng ý về mặt chính trị về những điều mà chúng ta không nghĩ là đang diễn ra tốt đẹp nhưng cơ chế đồng thuận chung là phần lớn tổng thể mọi thứ đều không như vậy đó là bởi vì chúng ta đã phát triển vượt xa các hệ thống mà chúng ta kế thừa và chúng ta đang tìm kiếm những hệ thống mới về cốt lõi đó là lý do tại sao crypto và công nghệ blockchain tồn tại họ không ở đây để phá hủy thế giới đốt cháy nó và khiến chúng ta sống trong một xã hội không tưởng theo chủ nghĩa tự do vô quản trị bằng crypto cuối cùng chúng là những công cụ thể hiện niềm tin và cách chúng ta có thể tin tưởng lẫn nhau trong một thế giới toàn cầu không bao giờ ngủ nơi thông tin và dòng giá trị diễn ra tức thời làm sao chúng ta có thể tin tưởng lẫn nhau khi quản trị của chúng ta không thể hòa hợp về cơ cấu và thiết kế trong một thế giới tài nguyên hữu hạn đây là một thế kỷ đầy thử thách và nó đang trở nên tồi tệ hơn chứ không tốt hơn Công nghệ đang phát triển quá nhanh và chúng ta không thể xử lý nó một cách khôn ngoan. Vì vậy chúng ta phải tự mình nắm lấy nó. Đó là chúng ta là ai và chúng ta làm gì. Tôi rất vui vì trong thập kỷ cuối cùng của cuộc đời mình, tôi đã dành thời gian di chuyển tới 73 quốc gia, gặp gỡ vô số hàng nghìn người và lãnh đạo một tổ chức là một phần của nhiều tổ chức trong một ngành rộng lớn hơn. Tôi đã ngồi ở hàng ghế đầu về cách chúng ta cần xây dựng lại hệ thống kinh tế chính trị và xã hội trên thế giới đó là điều tôi sẽ làm trong thập kỷ tới và thập kỷ sau nữa cho đến khi hoàn thành không có gì trong cuộc sống của tôi và thành thật mà nói cuộc sống của bạn điều đó mang tính hệ quả hoặc quan trọng hơn đó là cách chúng ta sống cách tiền của chúng ta hoạt động cách các quốc gia của chúng ta vận hành và cuối cùng là cách nhìn nhận mọi khía cạnh trong cuộc sống của bạn không ai đáng phải sống trong chế độ chuyên chế không ai đáng phải biết nỗi đau của chế độ toàn trị. Không ai nên bị quản trị và các tổ chức mà họ tin tưởng lừa dối. Và chúng ta sẽ thay đổi nó và các Dano là một phần của đội tiên phong để thực hiện điều đó. Không có nghĩa nó là dự án duy nhất. Có rất nhiều dự án tốt trong và ngoài ngành của chúng ta thức dậy mỗi ngày và cố gắng mang lại cho chúng ta tiếp tu su gì đó mới mẻ nhưng bạn biết gì không tôi rất tự tin vào những điều chúng ta đã làm vì chúng ta đã có được văn hóa cách quản trị và các nguyên tắc đúng đắn đó là tất cả những gì bạn thực sự cần để một cuộc cách mạng có thể hoạt động lâu dài và những ai chưa biết đến chúng ta chúng ta ở đây để thay đổi thế giới và đưa bạn đi cùng hẹn gặp lại các bạn trong thời gian sớm nhất các bạn vừa nghe xong video được dịch thuật và lồng tiếng bởi nhóm Phimi. Chúc các bạn thu lượng được nhiều kiến thức bổ ích. Cardano.vn xin hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo.